Tình tiết mới vụ tứ chi bị đốt ở Bình Dương, nạn nhân không phải là nữ. Lý do hoán phiên tòa xét xử, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai. Bộ trưởng Tô Lâm nêu lý do đề xuất tăng tuổi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân. Bộ Y tế đang khẩn trương hình thành 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với báo Sức khỏe và Đời sống để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, còn bây giờ mời các bạn theo dõi những thông tin đầu tiên về các sự kiện nóng vừa diễn ra. Thưa quý vị, vụ việc tứ chi bị đốt ở trong túi du lịch ở Bình Dương vừa qua không chỉ khiến người dân sinh sống quanh khu vực hoang mang lo sợ mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Được biết, khi khám nghiệm hiện trường, phát hiện móng tay giả nên cơ quan chức năng nhận định là nữ, nhưng theo thông tin mới nhất, giám định ADN lại xác định nạn nhân là nam giới. Ngày 27 tháng 5, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã có kết quả giám định ADN tứ chi người bị đốt cháy được phát hiện tại khu tái định cư Vắng Người Sinh Sống, thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Theo đó, sau 2 ngày giám định ADN, kết quả cho thấy nạn nhân là nam giới, không phải nữ giới như nhận định ban đầu của cơ quan điều tra. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự cho biết, do thi thể chỉ có phần tay và chân, rất ít manh mối, nên khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện có phần móng tay giả và một số yếu tố khác, nên ban đầu nhận định là nữ. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng cho biết, không loại trừ khả năng nạn nhân thuộc giới tình tư ba Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phát đi thông báo gửi đến ban quản lý các khu công nghiệp, công an các địa phương toàn tỉnh và người dân đề nghị hỗ trợ truy tìm nhân thân lai lịch nạn nhân trong vụ việc này. Trong thông báo này, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định đây là vụ án phân xác để phi tang. Nạn nhân không còn nguyên vẹn, chỉ phát hiện hai chân và hai tay đã bị đốt cháy một phần đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân được xác định là nữ giới có chiều cao khoảng 1,55m đến 1,59m có độ tuổi từ 30 đến 35, thời gian tử vong khoảng từ ngày 14 tháng 5. Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Công an các địa phương toàn tỉnh triển khai lực lượng đến tất cả các công ty, doanh nghiệp để ra soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân công ty không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc để sàng lọc tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Trong vụ việc trên, dù chưa xác định được danh tính nạn nhân và các phần còn lại của thi thể, Tuy nhiên, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an dốc toàn lực để điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả trong những video tiếp theo. Hy vọng quý vị quan tâm theo dõi. Liên quan đến phiên tòa xét xử nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cùng 12 đồng phạm, mới đây Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định hoãn phiên tòa. Lý do hoãn là vì một số bị can và nhân chứng liên quan vắng mặt. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Bá Minh, nguyên phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa, có đơn xin vắng mặt và đơn xin hoãn phiên tòa. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Tấn Long, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã có đơn xin vắng mặt. Phiên tòa cũng vắng một số nhân chứng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Một số luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng có ý kiến xin hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm hoãn phiên tòa sau khi tiến hành hội ý. Dự kiến vào ngày 21 tháng 6, phiên tòa sẽ được mở lại. Trong vụ án này, 13 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội, vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trong đó có Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai và một số bị cáo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa, Ủy ban Nhân dân phường Tam Phước, theo dự kiến, ngày 21 tháng 6, phiên tòa xử 12 cựu lãnh đạo cán bộ Đồng Nai trong vụ biến đất công thành đất tư này sẽ được mở lại. Với hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, những bị cáo trên sẽ bị xử lý như thế nào? Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, Công an thành phố Quy Nhơn Bình Định cho biết đã bắt tạm giam 9 nghi can để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng. Liên quan vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở đường Hoàng Văn Thụ vào đêm 21 tháng 5 gây xôn xao dư luận vừa qua. Được biết, các nghi can từ 17 đến 21 tuổi ở thành phố Quy Nhơn và các huyện Vân Canh, Tuy Phước. Trong đó lớn tuổi nhất là Võ Thanh Tùng, 21 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn. Khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 5, nhóm của Lê Tiến Long, 27 tuổi ở phường Lê Hồng Phong thành phố Quy Nhơn, gồm 10 đối tượng ngồi nhậu tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ. Lúc này, một nhóm thanh niên khác gồm 40 đối tượng đi trên 3 xe ô tô mang theo nhiều hung khí lao đến truy sát nhóm của Long. Bị đánh bất ngờ, nhóm của Long dùng ghế nhựa chống trả rồi chạy vào nhà đóng kín cửa. Sau vài phút hỗn chiến, một thanh niên bị ngã xuống, nghi là bị súng bắn trúng. Thấy vậy, nhóm đối tượng cầm hung khí lên xe đã chờ sẵn, tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương tên là LHC, 16 tuổi. Ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, sau đó được đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Lãnh đạo bệnh viện nhận định bệnh nhân C bị thương do trúng đạn xuyên qua đùi phải. Hiện nguyên nhân của sự việc vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra làm rõ. Hiểm họa tại các đường ngang đã rõ ràng và vẫn có nguy cơ tiếp diễn, uy hiếp đến tính mạng của người dân, không chỉ gây thiệt hại về người, tiền của mà còn gây bất ổn cho xã hội. Mới đây một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra khi chiếc xe tự chế cố tình vượt qua lối đi tự mở để sang đường, đúng lúc tàu hỏa chạy tới, vụ tai nạn khiến hai người thương vong. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, tại khu vực lối đi tự mở ở km 83 880, tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng, đoạn thuộc địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa tàu khách LP8 với một xe ba bánh tự chế. Thời điểm xảy ra va chạm, tàu LP8 đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng. Trên xe ba bánh lúc này có hai người đang chở cây xanh theo hướng từ quốc lộ 5 vào khu vực trung tâm xã Lê Thiện. Chiếc xe tự chế cố tình vượt qua lối đi tự mở trên đường sắt để sang đường khi tàu hỏa chạy tới nên đã xảy ra va chạm. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe tự chế bị tàu hỏa kéo lê, hất văng, làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, đội cảnh sát đường sắt, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, công an thành phố Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Đồng thời tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp với đội điều tra tổng hợp, công an huyện An Dương điều tra xác minh vụ việc. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là ông Dương Bá Tấn, 63 tuổi, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Nạn nhân bị thương là ông Phạm Quy Phòng, 63 tuổi, trú tại phố Trại Lẻ, quận Lê Trân. Có thể thấy, ý thức người dân sống cách đường sắt và nhất là người tham gia giao thông đi qua đường ngang chưa cao, bất cần. Các đường ngang không đủ rộng, hệ thống cảnh giới cảnh báo lạc hậu. Tất thảy là những nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng và thương tâm. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, Sáng 27 tháng 5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân quy định tại Luật Công an nhân dân năm 2018 bảo đảm tương quan với quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động tại Bộ luật Lao động năm 2012. Đến nay Bộ luật Lao động năm 2012 đã được thay thế bằng Bộ luật Lao động năm 2019. Trong khi đó, Bộ luật Lao động được coi là luật gốc về tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung. Vì vậy, trên cơ sở quy định mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 và tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân, cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan. Công nhân công an tại luật công an nhân dân và Nghị định số 49-2019-NDCP cho phù hợp. Bên cạnh đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan công an nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, luật công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, nhà nước và yêu cầu thực tiễn. Việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp. Theo Bộ trưởng, việc xây dựng dự án luật nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật công an nhân dân Liên quan đến thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác, quy định cụ thể một số vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng cho công an nhân dân phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu công tác. Việc xây dựng dự án luật dựa trên quan điểm bảo đảm lực lượng công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của chủ tịch nước, sự quản lý của chính phủ, sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Đồng thời kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục khó khăn, vướng mắc để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Thẩm tra về dự án luật, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm đại tá lên thiếu tướng của dự thảo luật về quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn. Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí bổ sung quy định tại khoản 2 điều 1 dự thảo luật để bảo đảm tính khả thi, tạo sự minh bạch chặt chẽ trong quy trình thực hiện. Đồng thời đề nghị ra soát nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về các tiêu chí điều kiện. Về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo luật, đồng thời nhất trí với quy định sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng, là phù hợp với tinh thần kết luận số 35 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương. Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề xuất của chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ thượng tá lên 3 tuổi, nữ đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng công an nhân dân. Công an quận Tây Hồ cho biết mới đây xe ô tô tải chở theo nhiều xe máy cũ nát không còn nguyên vẹn lưu thông trên đường âu cơ hướng lên cầu nhật tân thuộc địa phận phường quảng an quận tây hồ hà nội thì bất ngờ một phương tiện trên xe bốc cháy người dân lúc này đã hô hoán tài xế dừng xe để dập lửa theo đó vị trí xảy ra vụ cháy gần với chợ hoa quảng an nên lực lượng chữa cháy tại chỗ ban quản lý chợ đã nhanh chóng tới hỗ trợ khống chế đám cháy Cùng lúc đó, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận Tây Hồ đã nhận được thông tin và tới hiện trường để hướng dẫn phân luồng giao thông và xử lý vụ việc. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc may mắn không xảy ra thương vong về người, chỉ có 4 xe máy không còn nguyên vẹn đang được chở đi bán đồng nát là bị cháy một phần, ảnh hưởng tới kết cấu bên ngoài của xe. Sau vụ việc, bệnh nhân bị ngộ độc botulinum để đảm bảo nguồn cung thuốc hiếm. Thuốc hạn chế nguồn cung phục vụ nhu cầu điều trị cho người bệnh. Bộ Y tế đang nỗ lực khẩn trương hình thành 3 đến 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ông Lê Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung với dự kiến hình thành 3 đến 6 trung tâm trên cả nước. Số lượng danh mục các thuốc dự trữ khoảng từ 15 đến 20 loại và botulinum cũng là một trong các loại thuốc nằm trong danh mục các thuốc này. Phó Cục trưởng Lê Việt Dũng cho biết thêm, Cục Quản lý Dược cũng đang họp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO và làm sao để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam, cũng như các nước xung quanh khu vực, cũng như các kho của WHO. Chuyên gia cũng cho hay, hiện nay căn cứ pháp lý về thuốc hiếm cơ bản đã đầy đủ, Do đó, Cục Quản lý Dược đã có những văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước cần chủ động trong công tác xây dựng nhu cầu, dự báo tình hình dịch bệnh, cũng như dự trù số lượng cần thiết và mua sắm thuốc, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, đặc biệt với các thuốc hiếm. Kết thúc bản tin là những tin tức về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nguyên nhân gây ra đợt mưa này là do siêu báo ma qua hoạt động, làm giải hội tụ nhiệt đới mạnh lên. Trên giải này chứa các nhiễu động gây mưa. Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và rông, ngày nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác, vài nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Phía đông bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, vài nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông dài rác. Vài nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Với những thông tin thời tiết vừa rồi, hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn sắp xếp kế hoạch làm việc vui chơi cho một ngày cuối tuần thật phù hợp. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt bản tin ngày hôm nay. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúc quý vị và các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.